Mạnh Quỳnh đột ngột thông báo giải nghệ sau live show cuối cùng khiến người hâm mộ hoang mang. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sau chuyến lưu diễn tại Pháp, Mạnh Quỳnh đã trở về nhà, kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài 21 ngày. Những năm gần đây, Mạnh Quỳnh chủ động giảm nhận đi show để dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi phi nhung qua đời, Mạnh Quỳnh đã liên tục nỗ lực đi hát, hầu hết các ngày trong tuần anh đều tham gia show diễn. Theo chia sẻ của Mạnh Quỳnh trong tang lễ Phi Nhung, anh sẽ cố gắng hết sức có thể đi hát phục vụ người hâm mộ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người bạn tri kỷ là đi hát đến già. Mạnh Quỳnh bén duyên với Phi Nhung từ những năm 1995 đến năm 1999. Cả hai đã được đông đảo khán giả trên thế giới biết đến qua tác phẩm như Dù Anh Nghèo, sáng tác của Tô Thanh Tùng mạnh quỳnh bước lên đỉnh cao sự nghiệp nhờ sự giới thiệu của phi nhung vào trung tâm thúy nga và cũng chính phi nhung là người động viên nam ca sĩ hát nhạc tân cổ giao duyên vì nhận thấy khả năng sáng tác chức giọng đặc biệt của anh ở thời điểm mạnh quỳnh muốn nghỉ hát vì lý do sức khỏe vì bay nhiều giờ liền ca sĩ phi nhung là người động viên mạnh quỳnh tiếp tục cống hiến tiếng hát phục vụ cho khán giả có thể nói sự nghiệp của Mạnh Quỳnh có được thành công như ngày hôm nay có nhiều phần do sự giúp đỡ của ca sĩ Phi Nhung. Vì vậy, sau khi người tình sân khấu qua đời, Mạnh Quỳnh đã nỗ lực hết sức đi hát dù anh đã bước sang tuổi 52. Đặc biệt, chuyến lưu diễn tại Việt Nam với chuỗi lời sồ nhớ nhung kéo dài 6 đêm liên tục. Tuy nhiên, mới đây Mạnh Quỳnh đã đăng tải hình ảnh mệt mỏi trước và sau chuyến lưu diễn, khuôn mặt tiều tụy và ánh mắt mệt mỏi khiến cho khán giả cảm thấy lo lắng. Có lẽ do sự cố gắng của anh mà quên quan tâm đến sức khỏe và khi bước sang tuổi 52, Mạnh Quỳnh cũng không còn sung sức. Có lẽ vài năm nữa anh sẽ lui về sáng tác nhiều hơn thay vì đi show liên tục như thời điểm hiện tại. Các thế hệ ca sĩ trẻ như Trường Sang và ba con gái của Phi Nhung, Ngọc Phụng sẽ thay thế thế hệ đi trước và được Mạnh Quỳnh dịu dắt, đào tạo. Tháng 7 sắp tới, Mạnh Quỳnh và ba con gái tham gia live show tại Úc và châu Âu đây là hành động đầy ý nghĩa của mạnh quỳnh để thực hiện tâm nguyện của cố ca sĩ phi nhung là mong các con được trưởng thành trong sự nghiệp hy vọng rằng live show của ba cha con mạnh quỳnh sẽ được khán giả yêu mến và ủng hộ mạnh quỳnh và phi nhung không chỉ là cặp đôi ăn ý trên sân khấu mà còn là hai người bạn thân thiết ngoài đời gắn bỏ với nhau hàng chục năm sự ra đi đột ngột của dòng ca bông điên điển khiến mạnh quỳnh không khỏi đau lòng bên cạnh những lời động viên bày tỏ đồng cảm với dòng ca nếu chúng mình cách trở trước nỗi đau mất mát lớn này thì lại có những lời đồn đại vô cùng ác ý cụ thể có người cho rằng Mạnh Quỳnh tệ bạc với Phi Nhung không hề thật lòng quan tâm đến người bạn quá cố trong đêm nhạc tại bệnh viện gia an 11 một một năm nơi Phi Nhung từng điều trị covid-19 trước khi qua đời nam ca sĩ đã lên tiếng nói rõ sự việc trước khi trải lòng bằng ca khúc lặng lẽ bên người anh cho biết Bài hát tiếp theo này tôi dành cho một số người đã nói tôi quá tệ bạc, 100 ngày phi nhung không đến chùa để tưởng niệm phi nhung. Hôm nay tôi dùng nhạc phẩm này để thay cho lời muốn nói của tôi, cho tất cả mọi người thấy tấm lòng của tôi là như thế nào. Nhạc phẩm này mang tên Lặng lẽ bên người, xen kẽ những ca khúc tưởng niệm phi nhung, tôi cũng muốn hát một số bài nhạc trẻ dân ca để thay đổi không khí. Tôi không muốn nhìn mọi người cứ rơi nước mắt từ đầu chương trình tới giờ chúng ta cũng phải sống mà, có thương nhớ cũng nên để trong lòng, người ra đi mình có nuối tiếc, họ cũng ra đi rồi. Những tình cảm với Phi Nhung tôi vẫn giữ trong lòng. Suốt cuộc đời tôi và Phi Nhung đã thân thiết với nhau mấy chục năm rồi, tình cảm lúc nào cũng hơn bát nước đây và mãi mãi trong tim tôi không bao giờ thay đổi.